Trước khi được du khách gần xa công nhận là một trong những đặc sản nổi tiếng, thì nước mắm ở đảo Phú Quốc đã có lịch sử hình thành và phát triển trên 2 thế kỷ với biết bao thăng trầm. Tính đến hiện tại thì nghề làm nước mắm thủ công của xứ đảo Phú Quốc còn là một sản phẩm của ngành du lịch. Mắm truyền thống mà nó bị bên ngành du lịch luôn thì họ cũng đang đứng lại trong quá trình dịch bệnh đó. Khách thì họ không có đi á. Rồi mình cũng đứng lại từ năm 20, năm 21. Mình bán cũng chậm, cho nên có năm 2022 đầu năm này thì mình bán cũng được. Khách cứ cũng đi, nói chung là cũng nhiều. Ngoài chuyện là một sản phẩm dùng để thu hút khách du lịch, thì thị trường lớn nhất của nước mắm Phú Quốc là Sài Gòn. Nguồn sức nước mắm nó bị chậm. Thì nó dùng chuyển lên Sài Gòn là Sài Gòn bị dịch bệnh là thua. Thua ở đây là lúc ấy Sài Gòn được coi là vùng dịch lớn nhất nước. Việc ngăn sông cấm chợ được dựng lên đến mức đô thị sầm uất quốc gia này phải lâm cảnh khốn đốn vì đứt gãy giao thông hàng hóa. Trong đó có mặt hàng nước mắm Phú Quốc. Khi ấy các nhà thùng nơi đây chỉ chịu thiệt hại đầu ra sản phẩm, còn các công việc còn lại như ủ chượp thì bình thường, vì để ra một mẻ nước mắm thời gian phải từ 12 đến 15 tháng. Dịch bệnh rồi khách khứa này kia này không có thì mình đóng cửa mình tạm ngưng vậy thôi. Chứ còn những khâu đánh bắt rồi khâu ủ chợp rồi khâu đóng gói này kia vẫn làm bình thường hết. Đường kính trung bình của thùng ủ từ 1,5 m đến 3 m, cao từ 2 đến 4 thước, chứa từ 7 đến 15 tấn nguyên liệu. Cá thì nói chung là cái nguồn cá ở đây thì lúc nào cũng có hết á. Nhưng cá đây ủ nước mắm thì lúc nào cũng có, nhưng có buôn bán hay chậm hơn thôi. Giờ thì việc buôn bán đang gần như trở lại bình thường khi Phú Quốc đã mở cửa đón du khách. Nhiều chủ nhà thùng đầu tư nơi bán hàng bề thế để vừa tiếp thị sản phẩm, vừa làm một điểm du lịch với mong muốn giới thiệu giá trị văn hóa ẩm thực của quê hương, đồng thời cũng là gìn giữ nghề truyền thống của ông cha để lại.